Kính thưa quý vị, đoàn diễn viên Người Nhện thăm viếng tòa nhà Empire State tin từ New York. Người Nhện Spider-Man đã đến tòa nhà Empire State cùng với đoàn diễn viên của The Amazing Spider-Man 2 cho một buổi lễ thắp sáng đèn và biến đổi địa điểm cột mốc của New York với những màu sắc đỏ và xanh dương của Người Nhện. Andrew Garfield, Người Nhện Spider-Man đã được đi kèm bởi nữ tài tử Emma Stone và nam tài tử Jamie Foxx tại sự kiện vốn cũng khởi đầu cho ngày tình nguyện Be Amazing Volunteer of New York, để khuyến khích khán giả tình nguyện làm việc cho những đại nghĩa mà họ yêu chuộng. Phim này nhìn thấy Peter Parker, tức Spider-Man, yêu thích cuộc sống là một siêu anh hùng. Tuy nhiên, một tai nạn quái đản, Oscorp bất ngờ biến công nhân hiền lành Max Dillon do Jamie Foxx thủ diễn trở thành thế lực siêu điện Electro, người giải phóng cơn giận dữ của mình trên thành phố New York, và Spider-Man tìm thấy mình có một kẻ thù mới. Bên cạnh những màn hành động, Peter cố gắng giữ mối quan hệ tình cảm với người yêu là Gwen Stacy do Emma Stone thủ vai và bắt đầu nói lại tình bạn cũ với Harry Osborn, người mà độc giả sách truyện bằng tranh hiểu biết sau này sẽ trở thành nhân vật Green Goblin. The Amazing Spider-Man 2 đã được phát hành từ ngày 16 tháng 4 tại châu Âu và sau đó tại Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 5. What is all this? The future. We have plans for you, Peter Parker.